Tại sao cháu chưa báo cáo với cô mà đã đi gửi cái clip đó cho đối tác? Cháu xin lỗi ạ. Lúc ấy cũng hơi gấp, chú Trung vội ra sân bay nên không đợi phó giám đốc đến được ạ. Nhưng cháu có biết rằng nếu cháu làm cách đó ấy, sẽ khiến cho đối tác họ nổi giận, bởi vì họ nghĩ họ bị coi thường ấy. Họ không nhận được sự tôn trọng từ chúng ta. Dạ. Mà tại sao cháu không xin lỗi rồi hẹn khách làm việc vào một dịp khác? Tại sao tự dưng lại thiếu chuyên nghiệp thế hả Phương? Cháu xin lỗi ạ. Lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ. Bà ơi, chuẩn bị ăn cơm chưa? Wow, cơn gió nào lại đưa người đẹp tới đây thế này? Giàn, cháu gần 28 rồi đấy, không nhỏ nữa đâu mà lúc nào cũng cứ cợt nhà thế. Cháu mới có 27, bà cứ ăn gian tuổi, giờ ai còn tính tuổi mụ nữa. Mà giờ này chị ta còn mò tới đây làm quái gì ạ? Cháu nói kiểu gì đấy? Ngồi xuống đi. Tại sao cháu bỏ hai cuộc hẹn với khách trong khi bà đã cử chị Phương xuống để hỗ trợ? Sao chuyện gì chị cũng về ton hót với bà tôi thế nhỉ? Ok, cháu nói cái gì đấy? Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôi. Phận sự của chị là gián điệp. Giàn, cháu nói cái giọng ở đâu đấy? Thôi Phương, đi về đi. Mai gặp cô ở công ty. Dạ. Chào giám đốc ạ. Rồi về đi chào. Cháu lớn rồi, thực sự cháu không cần một bà mẫu. Thấy khó chịu quá. Nếu cháu thấy cháu lớn rồi, chắc chắn cháu không hành xử như một đứa trẻ lên ba như thế, không vô trách nhiệm như thế. Mà nếu cháu thật sự lớn rồi, bà không cần người giám sát thế đâu. Vậy là bà xác nhận bà cử chị ta đi giám sát cháu đúng không? Vậy mà cháu vẫn gửi cái clip đó cho đối tác thay bằng cháu đến trực tiếp thuyết phục họ. Cháu cho thế là tốt à? Vâng, cá nhân cháu lại thấy rất hay, vì mục đích cuối cùng của mình vẫn là thuyết phục họ sử dụng sản phẩm của công ty. Mà thậm chí cháu thấy, thay vì là mình ngồi đối thoại với nhau rồi nhìn vào đống giấy tờ một cách nhàm chán, thì có thêm một cái clip nó sẽ sôi động và phát hơn rất nhiều. Bây giờ thì bà hiểu tại sao cái Phương nó không thể nào làm gì được trong khi nó chuẩn bị rất kỹ về tư liệu. Bà có thể tôn trọng cháu một chút được không? Đừng có hơi tí lại Phương này, Phương kia. Nếu mà chị ta tuyệt vời như vậy thì bà có thể đưa chị ta đi làm chức phó giám đốc, rồi làm giám đốc luôn. Cháu nói cái gì đấy? Cháu tự do quá trớn rồi đấy, quên hết cả lễ nghi phép tắc. Cháu nên nhớ nhé, cháu đang ở Việt Nam đấy, không phải nước ngoài đâu. Cháu xin lỗi, bà đang nóng, cháu lên phòng trước. Sáng mai bà bình tĩnh lại rồi nói chuyện tiếp ạ. Đứng lại, bà chưa nói xong. Cháu xin lỗi, cháu có công việc của mình, là công việc mà cháu đang làm, chứ không phải công việc của bà nhét vào tay cháu. Mặc dù là cháu không thích, nhưng mà cháu vẫn cố gắng hoàn thành, chỉ là không theo ý bà muốn thôi. Mà bà có nghĩ rằng việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà khiến cháu phải suy nghĩ là cháu có phải đứa cháu ruột duy nhất của bà không nữa. Giàn, sao dám nói với bà thế? Cháu lên phòng. Mà bà có thấy việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà khiến cháu phải suy nghĩ là cháu có phải đứa cháu ruột duy nhất của bà không nữa. Cho
cháu ra ngoài một lát cho thoáng. Bà mệt thì đi nghỉ sớm ạ.